tư cách tồi tệ của kẻ tham vọng ứng cử đại biểu quốc hội. Theo thông tin của Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội, trong số hồ sơ ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15 thì thành phố đã tiếp nhận 30 hồ sơ từ ứng cử. Đáng chú ý, trong số ứng viên tự do lần này, có sự tham gia của một số rần chủ tại Hà Nội như Lê Văn Dũng, Lê Trọng Hùng đã được số này công khai. Truyền thông từ nhiều ngày trước đó coi đây như dịp để tự đánh bóng tên tuổi của mình. Nếu như Lê Trọng Hùng vốn được xem là kẻ thần kinh không bình thường thì Lê Dũng vô va thực sự là kẻ lưu manh chính trị và đạo đức bê tha, vô liêm sỉ, đúng như dân mạng bình phẩm. Vì ứng cử viên này không đáng mặc đàn ông chứ đừng nói tới làm đại biểu quốc hội để đại diện hay bảo vệ quyền lợi cho quần chúng nhân dân. Theo bài bóc mẻ mới đây của blog Loa Phường, Lê Văn Dũng từng bị chính vợ trẻ hơn 20 tuổi của mình là Bùi Thị Huệ lên mạng vạch trần bộ mặt sở khanh của gã rần chủ này. Theo đoạn livestream và các bài viết của Bùi Thị Huệ, Facebook Jerry Bùi cho rằng rần chủ Lê Văn Dũng đã lén lút sử dụng những tài khoản cá nhân của vợ mình để mạo danh liên lạc với những người trong danh bạ, gửi các tin nhắn có nội dung nói chuyện tình cảm trai gái, dựng lên các tình huống giả để vu cho vợ mình là ngoại tình. Qua đó, Lê Văn Dũng lấy cớ để đánh đập gây thương tích, mục đích cuối cùng là để ly dị, đuổi vợ mình ra khỏi nhà, không chỉ đối với Bùi Thị Huệ, mà đối với người vợ đầu là Đặng Thị Nhung, Facebook Những Rose Giang, đã ly dị năm 2011. Lê Văn Dũng cũng đã dùng biện pháp tương tự. Lê Văn Dũng sử dụng sim điện thoại đã bỏ của Đặng Thị Nhung để nhắn tin trai gái, tạo lý do để đánh đập, hành hạ, buộc Đặng Thị Nhung phải chủ động đòi ly hôn. Chưa dừng lại ở đó, dù đã đạt được mục đích, nhưng Lê Văn Dũng còn tiếp tục đổ tiếng xấu cho vợ, rêu rao rằng Đặng Thị Nhung bỏ nhà theo trai, đồng thời bắt Đặng Thị Nhung phải cam kết để lại tất cả tài sản Dũng không phải nuôi và chu cấp gì cho chính hai con của mình sinh ra, để rảnh tay tìm mối mới. Đã vậy, Lê Dũng còn đi rêu ra Đặng Thị Nhung cùng hai con khi rời đi đã mang hết đồ đạc trong nhà, ngay đến cả chổi cùng rễ rách cũng mang đi. Nhưng thực tế đã rõ, điển hình như ô tô mà Lê Văn Dũng thỉnh thoảng vẫn đi, đang giao bán thời gian gần đây thì biết, đó chính là ô tô vẫn mang đăng ký của Đặng Thị Nhung. Không chỉ có đạo đức, lối sống vô liêm sỉ, Lê Dũng vô va thực chất là con buôn dân chủ, lợi dụng khiếu kiện và truyền thông để đánh bóng tên tuổi, kiếm tiền, lè mì những người dân khốn khổ. Cả tin, mặc dù sinh ra trong một gia đình công chức, từng là sinh viên của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, ra trường làm kỹ sư nhưng Dũng không chuyên tâm phát triển nghề nghiệp, kỹ năng được đào tạo mà ảo tưởng muốn trở thành thủ lĩnh chính trị, đi lên bằng con đường và cách thức không giống ai. Từ năm 2011, Lê Văn Dũng nổi lên trong giới rần chủ là một biểu tình viên chuyên nghiệp, thường xuyên góp mặt tham gia các hoạt động tụ tập đông người, biểu tình trái phép trên địa bàn thành phố, từ biểu tình chống Trung Quốc đến biểu tình cây xanh, biểu tình cả trong những cuộc biểu tình trái phép. Lê Văn Dũng nhiều lần bị lực lượng chức năng tổ chức cưỡng chế, lập biên bản vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng. Bên cạnh đó, Lê Văn Dũng tham gia các hội, nhóm trái phép như No U Hà Nội để thực hiện các hoạt động chống đảng, nhà nước, Nguyễn Lân Thắng. Lê Dũng vô va chỉ là kẻ đạo đức giả khi mà phong trào biểu tình dần tan giả. Từ ngày 27 tháng 3 năm 2017, Lê Văn Dũng thành lập Kênh 4, tham gia phong trào chân hưng nước Việt của Vũ Quang Thuần và Nguyễn Văn Điển khởi xướng, đã bị khởi tố, điều tra, xét xử về tội danh tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam. Sau này được Lê Văn Dũng đổi thành CHTV Việt Nam và hoạt động đến bây giờ, thường xuyên làm, tán phát video nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, chống đảng, nhà nước trên không gian mạng. Đáng nói, phong trào chấn hưng nước Việt từ quá trình hình và duy trì đến nay đều gắn liền với mục đích thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, chống đảng, nhà nước, được hình thành từ nhóm nghiên cứu chấn do Trần Huỳnh Duy Thức cùng Lê Thăng Long thành lập từ năm 2005 với mục đích nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Năm 2010 đã bị bắt, khởi tố điều tra và xét xử theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự. Năm 2007, Lê Thăng Long tách ra nhóm nghiên cứu chấn để thành lập phong trào chấn hưng nước Việt và các câu lạc bộ chấn hưng nước Việt với phương thức hoạt động Việt bài chống nhà nước CHXHCN Việt Nam, đồng thời lôi kéo thêm một số rần chủ khác cùng tham gia là Vũ Quang Thuần và Nguyễn Văn Điển với phương thức viết bài, tán phát video clip có nội dung tuyên truyền chống nhà nước trên mạng Internet để lừa đảo người dân, khán giả,
Lê Dũng và các đối tượng tự xưng là phóng viên, tự làm giả thẻ phóng viên, ảo tưởng về bản thân khi tự cho mình quyền phán xét người khác hay giải quyết các vướng mắc của người dân. Đối tượng sử dụng nhà riêng để lập trường quay, móc nối, lôi kéo người dân khiếu kiện kéo dài ở nhiều địa phương để thực hiện livestream hoặc tiếp nhận các hồ sơ vụ khiếu kiện, tiến hành phỏng vấn trực tiếp người dân khiếu kiện và phát trên Facebook. Trong quá trình livestream, đối tượng thường xuyên sử dụng những lời nói xuyên tạc, bôi nhọ chính quyền, lãnh đạo các địa phương nhằm mục đích câu like, sự ủng hộ của số đối tượng phản động, chống đối. Đến nay, Dũng đã thực hiện hàng nghìn video clip xuyên tạc các vấn đề nhạy cảm của xã hội đăng trên các Facebook như Lê Dũng Vova, Trấn Hưng TV Việt Nam, Việt Nguyễn. Ngoài ra, Lê Văn Dũng còn cùng các đối tượng tích cực đi các địa phương tìm cách phát triển lực lượng chống đối, trong đó họ tập trung móc nối, lôi kéo số đầu đơn, khiếu kiện cực đoan tại các địa phương, thu thập thông tin về các vụ khiếu kiện, sau đó lồng ghép các nội dung xuyên tạc, bôi nhọ, tặng phạt trên đài CHTV. Ngoài mục đích tuyên truyền, xuyên tạc tình hình Việt Nam, số đối tượng phản động còn lợi dụng YouTube để kiếm tiền từ quảng cáo. Đối với các kênh có từ trên 10.000 lượt người xem sẽ được YouTube đặt quảng cáo tại các video đăng trên kênh. Lượt xem càng lớn thì số tiền nhận được càng lớn. Nội dung các video clip thường lồng ghép thật giả, đúng sai, bóp méo, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, cập nhật tình hình các điểm nóng về an ninh trật tự, xuyên tạc đời tư, học vấn, hình ảnh nhà riêng, nhân thân của các đồng chí lãnh đạo của Trung ương, địa phương, kích động chống lại sự lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hầu hết các video clip của Dũng đều được các tổ chức phản động lưu vong, các báo, đài, nước ngoài có thái độ thù địch khai thác. Trước hoạt động ngông cuồng, thách thức pháp luật của Lê Văn Dũng, gã rần chủ này từng nhiều lần bị cơ quan chức năng mời, triệu tập lên trụ sở cơ quan công an để làm rõ về hành vi vi phạm. Gần đây nhất, sau nhiều lần cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hà Nội triệu tập để làm rõ hành vi liên quan đến tin báo tố giác tội phạm của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an, Lê Văn Dũng không chấp. Ngày 19 tháng 3 năm 2021, rừng chủ này đã bị lực lượng chức năng tiến hành biện pháp cưỡng chế. Với một kẻ ngông cuồng, coi thường pháp luật như vậy không phải là một công dân tốt, chứ nói gì đến ứng cử đại biểu Quốc hội để đại diện cho quần chúng nhân dân. Dư luận đang phỏng đoán, việc liên tục bị triệu tập điều tra về các hành vi vi phạm pháp luật, chưa biết chừng trong thời gian tới Lê Văn Dũng chưa kịp thực hiện các bước tiếp theo để ứng cử đại biểu Quốc hội thì đã bị cơ quan chức năng đưa đi chăng.